Thưa quý vị, đường bay trực tiếp Narita, Nhật Bản, Đà Nẵng do hãng hàng không Việt Nam Airlines khai thác chính thức nối lại vào chiều qua 26 tháng 3. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình chào đón chuyến bay đầu tiên này tại ga đến quốc tế sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đến dự có Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori. Chuyến bay đầu tiên VN319 từ Narita, Nhật Bản đã đưa gần 180 hành khách Nhật Bản đi với Đà Nẵng. Các hành khách Nhật Bản đã được chào đón với vũ điệu Yosakoi truyền thống của Nhật và màn trình diễn sôi động trên giai điệu ca khúc Tuyệt vời Đà Nẵng. Trong dịp này, 3 vị khách may mắn trên chuyến bay được tặng 3 vé máy bay khứ hồi chặng bay Narita, Đà Nẵng. Theo tôi nghĩ, điều thu hút du khách Nhật Bản đến với thành phố Đà Nẵng là thành phố có bãi biển đẹp, có khu du lịch Bana Hills rất độc đáo, là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, gần với những tỉnh thành có di tích lịch sử văn hóa truyền thống. Và thực sự phải nói là thành phố có nhiều nơi đẹp để khách Nhật có thể tham quan trải nghiệm. Theo Sở Du lịch, Nhật Bản được xác định là thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng với sự tăng trưởng ổn định. Năm 2019, tổng lượt khách Nhật Bản đến Đà Nẵng đạt hơn 183.000 lượt khách, tăng trưởng gần 200% so với năm 2015. Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế từ tháng 3 năm 2022, Đà Nẵng đã đón khoảng 27.000 lượt khách Nhật Bản. Chuyến bay này là chuyến bay hết sức có ý nghĩa, nối lại thị trường du lịch trọng điểm của thành phố Đà Nẵng sau cái thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, với tần suất 4 chuyến một tuần và hy vọng tới tháng 6 là sẽ bay hàng ngày. Thì những cái chuyến bay như thế này sẽ tạo một nguồn khách rất là lớn đến từ thị trường du lịch trọng điểm Nhật Bản tới với lại thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Việc nối lại đường bay, tăng tần suất bay từ các thị trường trọng điểm đến thành phố đã minh chứng cho hiệu quả của việc Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á năm 2022, cũng như nỗ lực xúc tiến quảng bá điểm đến Đà Nẵng trong thời gian qua nhằm đẩy nhanh tiến độ khôi phục ngành du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của thành phố trong những năm đến.